Chương 2. Vậy, hỡi người kia, ngươi là ai mặc lòng? Hãy đoán xét kẻ khác thì không thể chữa mình được. Vì trong khi đoán xét họ, ngươi cũng lên án cho chính mình ngươi nữa. Bởi ngươi đoán xét họ mà cũng làm các việc như họ. Vả, chúng ta biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với kẻ làm những việc như thế là hiệp với lẽ thật. Hỡi người đoán xét kẻ phạm những việc chừng ấy mà mình cũng phạm kia. Vậy, ngươi tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? Hay là ngươi khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung, ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, thì sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời là đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết thì báo cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả, không vân phục lẽ thật mà vân phục sự không công bình thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ. Sự hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác, trước cho người Giu-đa, sau cho người Gờ-rét, nhưng vinh hiển, tôn trọng cùng sự bình an cho mọi người làm lành, trước cho người Giu-đa, sau cho người Gờ-rét, vì trước mặt Đức Chúa Trời chẳng vị nể ai đâu. Phàm những kẻ không luật pháp mà phạm tội cũng sẽ không luật pháp mà hư mất, còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội thì sẽ bị luật pháp đoán xét. Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, bèn là kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình vậy. Vả, dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy giàu không có luật pháp cũng tự nên luật pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ, chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình, ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giêsu Christ mà đoán xét những việc kinh nghiệm của loài người y theo tin lành tôi. Còn ngươi, mang lấy danh người Giu-đa yên nghỉ trên luật pháp, khoe mình về Đức Chúa Trời ngươi, hiểu ý muốn ngài và biết phân biệt phải trái, vì người đã được luật pháp dạy, khoe mình làm người dẫn đường cho kẻ mù, làm sự sáng cho kẻ ở nơi tối tăm, làm thầy kẻ ngu, làm người dạy kẻ tầm thường trong luật pháp có mẫu mực của sự thông biết và của lẽ thật. Vậy ngươi dạy dỗ kẻ khác mà không dạy dỗ chính mình ngươi sao? Ngươi giảng rằng cho nên ăn cắp mà ngươi ăn cắp. Ngươi nói rằng cho nên phạm tội tà dâm mà ngươi phạm tội tà dâm. Ngươi gớm ghiếc hình tượng mà cướp lấy đồ vật của hình tượng. Ngươi khoe mình về luật pháp mà bởi phạm luật pháp làm nhục đến Đức Chúa Trời. Vì bởi cớ các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại như lời đã chép. Thật thế, nếu ngươi làm theo luật pháp thì phép cắt bì có ích, còn nếu ngươi phạm luật pháp thì giàu chịu cắt bì cũng như không. Vậy nếu kẻ chưa chịu cắt bì giữa các điều răn của luật pháp thì sự chưa chịu cắt bì đó há chẳng cầm như đã chịu sao? Kẻ vốn không chịu cắt bì mà làm trọn luật pháp sẽ đoán xét ngươi là kẻ dẫu có chữ của luật pháp, và phép cắt bì lại phạm luật pháp. Vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa thì không phải là người Giu-đa, còn phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài thì không phải là phép cắt bì, nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa. Phép cắt bì bởi trong lòng làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa mới là phép cắt bì thật. Một người Giu-đa như vậy được khen ngợi, chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời.